Chào các bạn nha, chào các bạn quay trở lại video của em. Đó, hôm nay thì vừa mới hôm nọ làm cái video về con đầu đàn này các bạn ạ. Đấy, như mình đã chia sẻ thì đối với những cái con dê mà nó có tuổi ấy, thực ra là về nhận biết là nó sắp đẻ hay chưa và khi nào nó sắp sửa nó đẻ, tức là những cái con tơ ấy, thì mình có thể là mình ướm được, tức là mình nhìn ấy. Nhìn về trực quan thì mình có thể đánh giá được là khoảng 1-2 ngày hoặc là 2-3 ngày tới nó sẽ sinh thì mình sẽ cho nó ở nhà. Nhưng mà đối với những cái con mà dê đã có tuổi như này ấy, thực ra là nhìn rất là khó. Có lúc thì nghĩ là nó không đẻ thì nó lại đẻ các bạn. Đấy, những con này mình nghĩ là nó không đẻ, nó lại đẻ. Đấy, nhưng mà mình từ hôm qua mình biết là nó không muốn về, là nó không muốn đi ấy. Nhưng mà mình cố ý là mình cho nó ở đây. Đấy, những con dê này rất là thông minh. Những con dê có tuổi này cực kỳ là thông minh luôn. Nó sẽ biết là lựa chọn những cái địa điểm mà nó vừa có thể là bảo vệ cho con về ví dụ ngày mưa hoặc là tránh sương rất là tốt. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem này. Mà mưa thì nó sẽ di chuyển vào đây. Đấy, di chuyển vào các cái hốc đá như này. Đây, vào cái vị trí bên này nữa. Đây là cái vị trí mà cái con dê nó đẻ. Đây. Ngày hôm qua là mình phát hiện nó chuẩn bị đẻ nên là mình lấy toàn bộ cái lá chuối. Đây này, toàn bộ cái lá chuối khô với lá chuối tươi. Mình đệm vào đây để cho nó sinh nở ở đây. Đấy. Và hôm nay thì lên thì cũng nó cũng đẻ xong rồi. Hôm qua là mình biết nó đẻ nhưng mà nó không chịu về các bạn ạ. Đây, nó không chịu về luôn. Đây. Và đây là nó phát hiện là có thằng thai của mình đi hỗ trợ này. Dưới đó mình đặt tên là thai. Đấy, và cùng đánh giá hai con nhỏ của nó nhé. Đấy, như các bạn cho lên trên núi này thì đẻ trên núi này, khi mà các bạn phát hiện nó đẻ trên này thì các bạn phải đánh giá xem là nó đẻ một con hay hai hay ba con hoặc là thậm chí là bốn con để cho các bạn lấy về cho nó hết đấy. Đấy, như đợt trước có một lần như nhà mình cho lấy về, mình cũng chủ quan. Đấy, con đấy thì đẻ ba các bạn ạ. Nó đẻ ba mình cứ nghĩ đẻ hai, tức là hai con ở đây rồi. Nhưng mà về sau thì nó lại có thêm nó một con thì nó lại đi ngủ ở bên cạnh, tức là ví dụ là cái vị trí này nó đẻ đây đúng không? Nhưng mà nó lại sang ngủ ở tiếp bên kia chẳng hạn. Đấy, cái lúc mình đi lấy thì nó lại đi ngủ nên là mình không biết là nó đẻ mấy con, nhưng mà đợt đấy là mình cũng chưa gặp nên là mình cũng chủ quan. Đấy. Có hai con rất là đẹp luôn, một con màu trắng các bạn ạ, một con màu trắng giống mẹ. Các bạn nhìn có cảm giác nó trắng trắng bạch như thế này thôi, nhưng mà một thời gian sau thì nó sẽ màu, nó sẽ giống con mẹ rồi này. Nó kiểu nó sẽ mốc mốc vào ấy, hơi mốc mốc thôi, không mốc nhiều quá. Đây, như các bạn ở video trước thì mình cũng đã chia sẻ là cái con dê mẹ này nó đẻ con cực kỳ đẹp luôn. Hai con rất là đều nhau, to, cực kỳ đẹp luôn. Hai con cái luôn các bạn, hai con cái luôn. Đây là hai con cái. Đấy, và hai con này tiếp tục thì mình sẽ nuôi đến khi mà nó xem là có thể làm giống được hay không. Đấy, không phải là con nào đẻ các bạn cũng làm giống được đâu nhé. Các bạn phải sau đó thì các bạn phải đánh giá là lựa chọn. Đấy, xem khung rồi sườn rồi xem bầu sứa rồi bầu ti của nó xem là nó có đảm bảo hay không. Đấy là một cái trực quan mà các bạn cần phải đánh giá đầu tiên khi mà các bạn chọn giống đối với những con nhỏ như thế này, đối với những con tơ ấy các bạn. Thì về sau thì các bạn sẽ tức là nó đủ các cái thông số mà con dê cần rồi, thì sau đó thì sẽ khi mà nó đẻ lứa đầu hoặc là đẻ lứa thứ hai, nếu mà nó không đẹp thì chúng ta bắt buộc là chúng ta cũng vẫn phải thanh lý thôi. Bởi vì sao là có những con là dê cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà đấy, mặc dù thông số rất là tốt nhưng mà đẻ một là nó không biết chăm sóc con đấy các bạn, chăm sóc con nên là con rất là xấu.
có rất là xấu các bạn. Hoặc là cái tia sứa của nó không đảm bảo chất lượng, không ngọt đấy, nên là con không lớn, mặc dù cái bầu ti của nó rất là to luôn, con không lớn. Đây này, còn mẹ thì thấy thằng này ở đây này, nên là con mẹ nó rất là chú ý. Đây là những cái phòng thủ đấy, đây gọi phòng thủ đấy, sẵn sàng tấn công luôn. Con này mà nó gần một tí nữa là con mẹ này đuổi luôn đấy. Đấy, kỹ năng chăm con rất là tốt. Đấy, vào cái mùa này nếu mà không rét thì mình thôi, mình cứ để lên nó tầm 2-3 ngày để con mẹ, bởi vì nó đẻ tận đây là cũng hơi xa đấy, hơi xa nhà, nhưng mà mùa này thì không được các bạn ạ. Thứ nhất là cũng sợ thú dữ đấy, thú dữ rồi chăn ở trên này thì vẫn còn các bạn đấy, cày rồi các kiểu thì vẫn còn đấy. Nên là không nên để ở đây. Hôm qua nó sắp đẻ rồi nhưng mà đến sáng nay thì nó mới đẻ các bạn ạ. Đến sáng nay thì mình lên thì nó mới đẻ được một con, nhưng mà đến lúc trưa thì nó mới tiếp tục nó đẻ thêm một con nữa. Chăm con cực kỳ là tốt luôn. Ê nhỉ, hay là mình sẽ lấy luôn hôm nọ có một bác là một bạn ấy bảo em là anh làm từ video, tức là làm có thể là hàng tuần thôi, có thể là hàng tuần thì mình sẽ lên video hoặc là đo chiều cao cân nặng, hoặc là từ đến lúc xuất bán thì xem là con này nó được bao nhiêu cân, ví dụ vậy. Đấy, hôm nọ có bác bảo là em làm thử một cái video, là tức là chọn bộ cái quy trình của cái con dê này ấy. Đấy, tức là từ khi nó sinh nở đến khi nó bán nó được bao nhiêu cân, hoặc là đến khi nó đẻ thì nó cần phải mất bao nhiêu tháng. Đấy, ví dụ vậy. Bác em thấy ý kiến ấy cũng khá là hay. Em thì cũng khá là hay các bạn. Có thể thì em sẽ lựa chọn con mẹ này luôn để em làm. Ví dụ có thể là hàng tuần thôi. Có thể là hàng tuần thì mình sẽ làm cái sẽ các bạn. Đấy, là sau khi đẻ cái này thì mình phải quan sát là cái nhau thai ấy là không được cho con dê mẹ ăn nhé, mà các bạn phải lấy đi bỏ đi hoặc chôn đi. Và từ nãy giờ là mình cũng chưa thấy là nó đang ở đâu. À, nó ở bên này các bạn ạ. Đây đây. Đấy. Nó ở bên này. Đây này, các bạn nhìn cái địa điểm mà cái con dê mẹ nó lựa chọn này. Cái này thì rét thì không bao giờ lo luôn. Rét, mưa, gió. Mưa thì không bao giờ sợ đâu các bạn. Đấy, còn lựa chọn những cái địa điểm này. Đấy, có như kiểu có cái mái luôn. Đây là những con mẹ nó cực kỳ là khôn luôn ấy. Rất là khôn. Đấy. Chăm sóc con kỹ. Rồi, và chắc là em sẽ xuống video và cho nó di chuyển xuống dưới đi các bạn ạ. Rồi, video các bạn thấy hay để lại cho em một lượt thích và một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Sau khi mà cái con này nó đã xem như này rồi thì nên là tốt rồi. Thì cả các bạn di chuyển về thì lúc nào nó cũng xem. Cái con này nó kỹ năng chăm con nó cũng có rồi các bạn, nên không phải lo vấn đề là nó mình sờ vào nó không xem. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Chào các bác.